con xin kính chào quý vị. Con cảm ơn quý vị đã quay trở lại và đón xem video của con. Trong video ngày hôm nay, con xin phép được dẫn quý vị cùng con tới thăm giáo xứ Phú An. Giáo xứ Phú An tọa lạc trên thị trấn Cát Thành, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định, thuộc giáo phận Bùi Chu. Đây là con đường dẫn vào giáo xứ quý vị ạ. Hai bên đường được bà con giáo dân trang trí cờ hoa rất đẹp, có rất nhiều biểu ngữ băng rôn mang những dòng chữ rất đẹp và đầy ý nghĩa quý vị ạ. Quý vị để ý có thấy không ạ? Bà con giáo dân ở đây rất là giàu quý vị ạ. Ở đây có rất nhiều những tòa lâu đài rất hoành tráng, tòa lâu đài rất là đẹp luôn ạ. Rất hoành tráng, nhà chùa cũng gần tới rồi quý vị ạ, chắc còn một xíu nữa thôi. Quý vị cố gắng cùng con đợi một xíu nữa quý vị nhé. Đây rồi quý vị ạ. Hân hoan chào đón đức cha, quý tu sĩ nam nữ và quý khách. Cổng nhà chùa đã tới rồi quý vị ạ. Đây là cổng chính quý vị nhé. Đứng từ cổng quan sát hoàn cảnh nhà chùa rất là đẹp quý vị ạ. Quý vị thấy không ạ? Rất là đẹp. Bên phải này có nhà mục vụ quý ạ. Nhà sư đang xây nhà mục vụ rất là to. Đi vào quý vị nhé. Con xin phép đi vào trong ạ. Rất là đẹp, rất là lớn quý vị ạ. Con xin phép được quay thật kỹ. Trước tiên con xin phép được quay bên ngoài bên đi đẹp và cho quý vị nhé. Sau rồi con xin phép được mời quý vị cùng con đi vào trong nhà chùa để được xem toàn cảnh nhà chùa quý vị ạ. Đây là đầu ra cung thánh quý vị nhé. Đầu ra cung thánh, giáo xứ đang xây nhà mục vụ rất là lớn quý vị ạ. Trước nhà mục vụ bà con đang buồm bạt chuẩn bị cho ngày lễ truyền dầu, rất là lớn và trang trọng quý vị ạ. Khuôn viên nhà thờ rất là rộng nha quý vị. Sân nhà thờ rất là rộng. Bà con giáo dân đang trang trí buồm bạt cờ hoa rất là đẹp, chuẩn bị cho ngày lễ truyền dầu. Đứng từ đây quay toàn cảnh nhà thờ rất là đẹp luôn quý vị ạ.
Nào ông ơi. Dạ, con sẽ quay đúng không ạ? Đây, các bạn đang làm đây quý vị ạ. Đây, các bạn đang làm. Các bạn rất là hăng say, nhiệt tình. Các bạn đang đẹp cho nhà chuối ạ. Rất là đẹp, rất là rộng luôn quý vị ơi. Đây, con sẽ phép sang này một tí ạ. Ôi, tạ ơn Chúa. Bên này có một tượng đài ông Thánh rất là to quý vị ạ. Rất là to. Đây, có mấy bác đang là quét dọn đấy ạ. Con xin phép được quay để quý vị cùng xem quý vị nhé. Ôi trời, một tượng ông Thánh rất là lớn luôn quý vị ơi. Rồi, con xin phép đi tiếp nha quý vị nhé. Đứng từ tượng đài ông Thánh Pha Lô nhìn sang phía nhà thờ rất là đẹp luôn quý vị ạ. Rất là lớn quý vị ơi. Trước tượng đài ông Thánh Pha Lô được bà con trang trí buồm bạt, bàn ghế rất là lớn, chuẩn bị cho ngày lễ truyền dầu, trang trọng và đẹp quá quý vị ạ. Tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa, giáo xứ đẹp quá quý vị ơi. Con xin phép được đi tiếp để quay toàn cảnh giáo xứ để quý vị cùng xem và biết về giáo xứ. Đây là tượng đài ông Thánh Phaolô quý vị ạ. Rất là lớn và đẹp luôn quý vị ơi. Thánh Phaolô được bà con xây trên một tượng đài rất là lớn quý vị ạ. Ở dưới chân tượng đài Thánh Phaolô có con ngựa quý vị ơi. À, có con ngựa. Con xin phép đi tiếp quý vị ạ. Toàn cảnh nhà thờ rất là lớn nha quý vị. À, rất là đẹp luôn ạ. Nhà thờ đẹp quá quý vị ạ. Con xin phép được đi xung quanh khuôn viên nhà thờ để quay cho quý vị cùng xem ạ. À, qua video, nếu quý vị cảm thấy video hay thì con cũng xin quý vị cho con xin một like, một phần bình luận nho nhỏ để con có thêm nhiều động lực la nhiều video hay, video đẹp để chia sẻ, giới thiệu tới quý vị cùng xem. Trong video có gì con nói không phải hay có sai một tí thì cũng mong sự góp ý, chia sẻ của quý vị để con sẽ cố gắng học hỏi. Nhà chúa đẹp quá quý vị ạ. Con quay toàn cảnh nhà chúa bên này để quý vị cùng xem ạ. Đây có cái cửa đi vào nhà thờ này quý vị. Đây. Từ đây nhìn ra khuôn viên nhà thờ. Khuôn viên nhà thờ rất là rộng, rất là đẹp luôn quý vị ạ. Con xin phép đi một vòng xung quanh để quay toàn cảnh khuôn viên nhà thờ để chia sẻ tới quý vị cùng xem và biết về giáo xứ ạ. Đây là cuối đáy nhà thờ quý vị ạ. Cuối đáy nhà thờ rất là rộng quý vị. Đây, con sẽ phép quay thật kỹ để quý vị cùng xem để biết về giáo xứ. Đây là giáo xứ Phú An quý vị nhé. Có quý vị nào chưa tới giáo xứ Phú An thì quý vị có dịp nào ghé qua tham quan và dự lễ ở giáo xứ một lần cho biết ạ. Cuối đáy nhà thờ có tượng đài luôn quý vị ạ. Xin phép được lại gần tượng đài Đức Mẹ. Tượng đài Đức Mẹ đẹp quá quý vị ạ. Lại gần hơn ạ. Tượng đài Đức Mẹ đẹp quá quý vị ơi. Con chào mẹ. Con tạ ơn mẹ. Con xin phép mẹ cho con được quay một tí ạ. Rất đẹp nha quý vị nhé. Nền ốp gạch rất là sạch sẽ. Các bác ở đây vừa rửa dọn dẹp vệ sinh rất là sạch luôn quý vị ạ. Chúa đẹp quá.
để có cột đèn quý vị ạ. Rất là đẹp luôn. Hai cột đèn nữa quý vị nhé. Bên kia cột đèn ạ. Đây, đây có bàn đá. Bàn đá chờ lễ quý vị ạ. Đây, chân tượng đài hoa văn rất đẹp quý vị ạ. Rất đẹp luôn quý vị. Rất đẹp, để con xem với gần quý vị xem nhé. Con xin phép đứng ở đây quay toàn cảnh khu vực cuối đáy nhà thờ để quý vị cùng xem ạ. Nhà thờ rất là đẹp luôn quý vị ạ. Đẹp quá chú ạ, chú đẹp quá. Đây. Xung quanh khuôn viên nhà thờ bà con trang trí hết tất cả bồn bàn, bàn ghế rất là ngay ngắn ạ. Bàn ghế rất nhiều quý vị ạ. Quý vị tới đây tham dự lễ truyền dầu cứ thoải mái chỗ quý vị nhé. Quý vị không phải lo hay sợ hết chỗ quý vị nhé. Nhà chùa rất rộng luôn quý vị ạ. Đây, bên kia có cái cổng. Đây, cổng đi ra vào. Đây, con xin phép đi xung quanh khuôn viên giáo xứ vì giáo xứ Phú An ở đây có một khuôn viên rất là đẹp, rất là rộng. Con xin phép được quay thật kỹ để chia sẻ tới quý vị cùng xem và biết về giáo xứ Phú An. Video có hơi dài một tí thì quý vị cũng cố gắng và lắng lại và xem cùng với con để biết về giáo xứ Phú An quý vị nhé. Đây ạ, khuôn viên giáo xứ rất đẹp luôn quý vị ạ. Đây bên này cây cối cấy rất là cẩn thận, đẹp luôn quý vị. Bên kia thế quý vị nhá, ghé xem kia một tí quý vị nhá. Đấy, khuôn viên là xứ rộng lắm quý vị ạ. Rồi con sẽ đi tiếp ạ, tiếp đoạn đường bên này. Đấy, có bác chơi em bé đấy. Chà chà, bé dễ thương quá chị ơi. Đấy, bé rất dễ thương các bạn ạ. Đây, đây có cục đá này, toàn bộ rất đẹp quý vị. Rồi con sẽ phép đi xung quanh quý vị nhá. Khuôn viên giáo xứ rất đẹp quý vị ạ. Rất đẹp và rộng luôn ạ. Đây, từ đây nhìn sang bên phía nhà thờ đẹp lung linh. À, giờ này là 5:30 chiều quý vị ạ. À, giáo xứ kéo chuông sẽ chuẩn bị cho giờ lễ đó quý vị. Vui vẻ giáo xứ rất đẹp nha quý vị. Ghế rất nhiều nha quý vị. Ghế được bà con ở đây buộc rất là ngay ngắn, gọn gàng. À, quý vị tới đây tham dự lễ truyền dầu không sợ thiếu chỗ ngồi nha quý vị. À, rất là đẹp luôn quý vị ạ. Con xin phép quý vị con quay khuôn viên nhà thờ hơi kỹ một tí tại vì khuôn viên giáo xứ ở đây rất là đẹp quý vị ạ. Rất là đẹp, rất là rộng. Nên quý vị cố gắng cùng con xem hết video quý vị nhé. Đây có hòn đá non bộ quý vị ạ. Đẹp quá, đẹp quá. Đó, thì có các bác đang làm dọn dẹp vệ sinh nhà chúa đấy ạ. Để chuẩn bị cho ngày lễ truyền dầu quý vị ạ. Đài ông Thánh Phaolô đứng từ xa trông rất đẹp luôn quý vị. Các bạn về ạ. Dạ. Con xin phép đi tiếp quý vị nhé.
tiếp để xem nhà giáo xứ có những chỗ nào đẹp, con sẽ quay hết cho các bạn cùng xem. Giáo xứ Phú An, gia phận Bùi Chu quý vị, tọa lạc trên thị trấn Cát Thành, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định. Mười bốn bàn thời gian quý vị ạ. À, bà con giáo dân ấy làm rất là đẹp ạ, rất là lớn luôn quý vị. Mình sẽ đi tiếp ạ. Đây, cái này có cổng và nhà chúa quý vị ạ. À, tri ân tình chúa, cảm mến tình người, dòng chữ rất hay quý vị. Con xin phép quay vào bên trong nhà chúa để quay cho quý vị cùng con để xem và biết về nhà chúa. Tượng đài Đức Mẹ quý vị. Tượng đài Đức Mẹ. Con vừa quay rồi mà con thấy tượng đài Đức Mẹ đẹp quá. Con xin phép được quay lại lần nữa. Rồi, giờ con xin phép mời quý vị cùng con vào bên trong nhà thờ để xem cho cảnh nhà chúa rất đẹp như nào quý vị. Cuối đáy nhà thờ có bao phanh rất lớn nha quý vị. Đây ạ, có bao phanh rất lớn quý vị ơi. Bên này cũng thánh ạ. Đấy, bên này cũng thánh quý vị. Rồi, con xin phép đi vào ạ. Con xin vào bên trong ạ. Nhà chúa rất rộng nha quý vị. Nhà chúa rộng quá quý vị ơi. Nhà chúa đẹp quá. Đây có thảm bên lên nha quý vị nhé. Thảm bên lên này. Thảm đỏ rất đẹp ạ. Thảm đỏ rất đẹp và trang trọng quý vị ạ. Giáo xứ ở đây được bà con trang trí rất đẹp nha quý vị. Cột đá quý vị này, cột đá, cột này. Chắc là có sơn giả đá đấy quý vị. Chân đề rất đẹp luôn quý vị ạ. Rồi con xin phép đi lên gần gian cung thánh để quay cái chia sẻ tới quý vị cùng xem ạ. Nhà chúa đẹp quá quý vị ơi. Tạ ơn chúa. Nhà chúa đẹp quá. Con xin phép chúa cho con được quay một tí ạ. Giáo xứ đẹp quá không ạ? Giáo xứ có gian cung thánh rất rộng nha quý vị. Đấy. Ở bên phải này dành cho ca đoàn quý vị ạ. Rất là rộng. Đấy. Từ đây quay xuống dưới nhà thờ. Nhà thờ rất là rộng nha quý vị. Rất nhiều ghế nha quý vị.
cha xứ kia rất nhiều ghế để đón các cha khách tới tham dự thánh lễ truyền dầu của giáo xứ ạ. Giáo xứ đây có gian trống rất đẹp nha quý vị. Gian trống rất đẹp, trống rất là to quý vị ạ. À, cuối đấy có cầu thang quý vị ơi, có cầu thang lên tháp chuông. Còn xin phép được đi lên để quay toàn cảnh bên trong nhà chúa cho quý vị cùng xem quý vị nhé. Cầu thang lên có tính bằng gỗ quý vị ạ. Rất là đẹp, rất đẹp luôn ạ. Bà con giáo xứ ở đây trang trí cho nhà chúa rất là trang trọng, rất là đẹp. Con xin phép đi lên để quay toàn cảnh không gian trong nhà chúa để chia sẻ và gửi tới quý vị cùng xem ạ. Trên này rất nhiều ghế quý vị ạ. Quý vị đi tham dự thánh lễ ở giáo xứ Phú An không sợ thiếu chỗ ngồi quý vị nhá. Rất nhiều ghế luôn ạ. Con xin phép đứng ở đây quay toàn cảnh trong nhà chúa để gửi tới quý vị cùng xem ạ. Nhà chúa rất rộng luôn quý vị. Đấy, cầu thang quý vị ạ. À, cầu thang tháp chuông à. Quý vị cố gắng đợi con một tí xíu nhá. Con sẽ phép dẫn quý vị lên trên tháp chuông để quay tháp chuông quý vị nhá. Đây, cầu thang lên quý vị ạ. À, cầu thang lên. Hơi tối một xíu vì giờ này là 6 giờ chiều rồi quý vị. Cũng tối lắm rồi ạ. À, quý vị cố gắng đợi con một tí nhá. Con sẽ dẫn quý vị lên trên này quay toàn cảnh giáo xứ để gửi tới quý vị cùng xem và biết về giáo xứ Phú An. Đây quý vị ạ. À, đây con. Đây đây. Đây thấy quả chuông quý vị ạ. À, chuông to lắm quý vị ơi. Chắc hơi khó như một tí ạ. Để con lên trên này xem đi ạ. Đây con cầu thang quý vị ạ. À, con cầu thang. Đây. Lên cao quá quý vị ơi. Vẫn còn cầu thang nữa. Rồi hết rồi quý vị ạ. À, tầng trên cùng rồi. Nhà chúa rộng quá quý vị ạ. À, hai tầng quý vị. Hai tầng còn ở tầng trên nữa. Thôi quý vị ạ. À, lên mệt lắm rồi quý vị ạ. À, trên này rất là rộng quý vị nhé. Quý vị tới tham dự thánh lễ ở giáo xứ Phú An không sợ thiếu chỗ quý vị nhé. Rất là rộng luôn quý vị ạ. À, đứng từ trên cao nhìn xuống ra cung thánh rất là đẹp quý vị ạ. À, rất là đẹp luôn. Hơi chóng mặt một tí quý vị ạ. À, cao quá trời quý vị ơi. Cao quá quý vị ạ. À, cao quá. Xà gỗ to quá quý vị ạ. À, quý vị thấy không ạ? Đứng từ trên cao nhìn được xà gỗ của nhà xứ rất to, rất là đẹp quý vị ạ. À, to quá quý vị ạ. À, toàn gỗ hết quý vị ạ. À, rồi con xin phép
để đi xuống dưới ạ. Từ chỗ đấy nhà thờ nhìn xuống, nhà thờ có một khuôn viên rất là rộng địa. Mày vào đâu bù đó. Đây cột đèn nhé quý vị. Đèn nào ban đêm rất là sáng đó quý vị. Khuôn viên nhà thờ rất là rộng, rất là đẹp luôn quý vị ạ. Được bà con trang trí buồm bạt, bàn ghế rất ngay ngắn, thẳng hàng và đẹp quý vị ạ. Thánh lễ truyền dầu giáo xứ Phú An vào ngày 6 tháng 4 năm 2023 quý vị ạ. Vậy là còn 1-2 ngày nữa thôi quý vị. Giáo xứ có tháp chuông rất là đẹp luôn quý vị ạ. Video đến đây chắc có lẽ hơi dài. Con xin phép được dừng tại đây. Và con không quên cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành, ủng hộ và chia sẻ xem video của con. Xin Chúa Kitô và Mẹ Maria chúc lành và ban ơn phúc tràn đầy trên tất cả quý vị. Cuối cùng, con xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào video lần sau.